push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on anh em đam mê bơi lội trên cả nước nhá. Lại là chúng mình đây, những anh em đội bơi phượt Tuyên Quang. Mình là Sơn đây. Hôm nay anh em mình đội phượt Tuyên Quang đang có mặt tại bưởi lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang, nơi trồng bưởi rất là nhiều bưởi các bạn ạ. Ở đây có rất là nhiều giống bưởi ngon, như là bưởi Xoài Hà, bưởi Da Xanh. Hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục những chặng bơi đường dài, chinh phục sông Lô. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Hôm nay anh em đội phượt Tuyên Quang đã từ ngã ba sông ngược lên khoảng 8 km nữa đến bến đò Xuân Vân. Các bạn nhìn thấy ở dưới đây chính là dòng sông Gâm đấy ạ. Các bạn nhìn ra xa là dòng sông Gâm. Dòng sông rất là đẹp. Dòng sông này chảy qua những vùng nước đá vôi, những kiến tạo caster nên là nước rất là trong xanh và đẹp. Hôm nay anh em bơi phượt tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chinh phục một cung nữa, dài có độ dài khoảng gần 16 km, từ bến đò Xuân Vân xuống cầu Tân Hà các bạn nhá. Đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy không, rất là nhiều bưởi. Đây là nơi trồng bưởi lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang, có rất là nhiều giống bưởi ngon ở đây các bạn ạ. Hai anh em mình đang vào chùa, đây là chùa Đại Bi các bạn nhá, ở Xuân Vân nhá. Vào vãn cảnh chùa và thắp vài nén hương cầu mong cho anh em đi phượt được suôn sẻ. Các bạn nhìn đây là khu vực trồng bưởi và trồng cam này, nên là trong cái khuôn viên của chùa các bạn nhìn thấy có rất nhiều cam và bưởi nhé. Còn có cả củ quất này. Đây các bạn nhìn đây, một giống chanh ở ngoài Bắc được du nhập từ vùng Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đây là chanh tứ thời. Đấy các bạn nhìn thấy chanh tứ thời, quả rất là to luôn. Đấy các bạn nhìn thấy quả chanh chưa? Đây là quả chanh nhá, to như quả cam luôn. Chanh tứ thời. Đây, ở đây là một giống cam. Xa xa là nhìn thấy sông Gâm rồi các bạn. Bên Tam Bảo thì vẫn chưa xong, các tượng Phật vẫn chưa có chỗ để thờ các bạn nhé. Còn bên kia thờ mẫu thì nhà rất khang trang và đẹp rồi. Ok các bạn nha, đội bơi phượt Tuyên Quang anh em mình hôm nay có 5 thành viên nha. Hôm nay có thêm bạn nữ nữa. Đây là bạn Thanh Trà, bạn gái của mình mới tán được nha, cho vào đội bơi luôn. Đấy. Anh em vừa mới lên chùa Đại Bi thắp hương, rồi bây giờ lại xuống bến tàu chuẩn bị chinh phục 16 km đường sông.
dự tính, chưa đạt chỉ tiêu. Ok các bạn nhá, khi bơi được khoảng 5 km thì chúng mình đã đến khu vực đây là éo, chả biết tên cái gì nhưng gọi là éo. Thế mọi người bảo đấy, có một cái bãi đá rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn thấy bây giờ công dụng của những cái đôi dép này. Nước ở đây chảy rất là mạnh, gành thác. Quá đã rồi các bạn ạ. Đây là một trời ngày mùa đông đấy các bạn ơi. Nắng đến mức độ này đây này. Xoài cát này, xoài này toàn sỏi không nhá các bạn nhá. Bình thường nếu mà nước to là nó cái xoài này ngập luôn này. Đấy bên này là một vùng nước chảy rất mạnh. Có thể treo thuyền cái ác đây này. À, tôi vừa bị ngã xong. Ngã ba sông. Lại là Hòn Vang. Hòn Vang 2. Anh em đang ở Hòn Vang 2. Anh em đang ở Hòn Vang 2 nhá. Hòn Vang 1 là xuống rồi nhá. Hả? Đá đầu lắm. Mình bảo em sát rồi. Tự nhiên tối cả mắt mình từ đầu đây nằm đây. Ra đây. Anh em đập mắt mình và tối lắm. Mình bảo nó lạ thật từ đầu đang đầu mình. Gần 5 giờ các bạn nhá. Mình cũng đã mệt khá